em lại cà tụ đã dễ thế. Anh Thanh chịu không có. Đúng chứ, cái này ngon. Ngon hả? Đâu quá em, rung gì rồi. Nó nên thái. Rung, thả lỏng, thả lỏng từ mặt. Thank you.
mỏng đỡ hơn các bạn á. 180 thì để cho em cẩn nhé. Có đỡ hơn mày nghe được không? Xạo mấy gì ăn thì có mùa hẻm xạo mấy ăn thêm 5 ngàn xúc bắp với bắp với xơi đồng lúc xạo chậu có thịt với lan tự tương lúc xạo chậu có thịt với lan tự tương đang là trang thôi đi còn khách hàng với xạo hai anh xạo hình mấy người là nó của tôi đi trung lịch nhau việc đời mua về trước thì kéo hái ngay nữa mà chắc là chưa bốn mày con ai phải mày được không dạ dạ con ao ra con ôm mật khẩu không có quỷ nhé để cứ cứ lại cái này nè tí nè mày nè quay đây về đã có nè mày quay video vậy á mày nó lớn nữa đi huy này đi quay quay hẳn hẳn đẹp cái hẳn cũng ba cái thứ hai nhưng mà hẳn bị mơ
cho cái mấy hai cái quả này thì cứ lúc nhấp một cái nó biết cách để nó ngoa ngoa liền. Có hẳn được nè, đó săn tuổi luôn, cám ăn tuổi đó. Hứa cám à? Nó không phải hứa cám mà đương khi gì cũng phải chứ thể cám tuổi. Đi hồi này dông rồi mày đi cao cá đó. Đi phần cổ bởi mà đi giao bảo bên đi. Mới hái quá chắc nạ thương hẳn. Ôi nạ chứ không, đâu có cách phải biết đấy. Được quái giống được quái hôi gì mời đang với gì quái bên đây quen với. Mình diễn trả như quái. Gì gì quái cường ở đây rồi. Cứ hê vì rống vì ngó luôn. Mà tụ quái được cái rắn cường. Rồi bị mơ vì rống vết. Mà hôi gì mời con xâm quái được quái quái luôn. Hai chị nhất ra đây. Thì người nặng cũng đủ nặng á. Rồi thì đứng còn nữa xe dịch kè từ cao. Thì bây giờ nó mặt răng lên thì tôi nhận thấy chị nào mà mình qua đây tụi mang thân cái cảm cảm này là mơ liền lấy nẹt lại á nhưng đâu chị mà nó sắc lắm cái này đó nhưng lại nó sắc lắm chị buồn luôn đấy bây giờ cháu có mấy cái clip cứ lá nào đó hôm nay cũng lá tỏ ra ai cũng muốn phòng tỏ ra gì muốn gì rồi đấy quay này đi qua từ đây qua gì được kiện bắt và họ họ ui cha là đồ đó mặc cũng viêm nên dễ sợ đi print ấy đi print mặc viêm gặp mặt.